Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thành phối hợp cùng Câu lạc bộ Thiên nguyện, trái tim nhân ái Hà Nội đã tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Theo đó, trong đợt này có 4 hộ được thụ hưởng kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết là hộ các ông bà Bùi Thị In ở thôn Thành Du, xã Thành Long. Bùi Văn Toàn ở thôn Đồng Đa, xã Thành Công, Trịnh Văn Hưng ở thị trấn Kim Tân và hộ bà Bùi Thị Cảnh ở thôn Thủ Chính, xã Thành Trực. Đây là những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có mẹ già, sức khỏe yếu, đơn thân nuôi con bị bệnh tật bẩm sinh, sống trong căn nhà tạm bợ rột nát, ẩm thấp, không có điều kiện để sửa chữa. Nhằm chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn với các gia đình, Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thành và Câu lạc bộ Trái tim nhân ái Hà Nội đã hỗ trợ 50 triệu đồng trên hộ để xây nhà đại đoàn kết. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thành hỗ trợ 10 triệu đồng trên hộ, Câu lạc bộ Trái tim nhân ái Hà Nội hỗ trợ 40 triệu đồng trên hộ.